xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của đài tiếng nói việt nam đời nay vẫn là dấu hỏi lớn đối với nhiều người đàn ông. Sự lắt léo khó hiểu và phi logic của họ đã khiến phái mạnh nhiều lúc rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của đài tiếng nói Việt Nam, chúng ta sẽ cùng bước vào thế giới phức tạp ấy qua hai chuyện ngắn dí dỏm và hài hước. Trước hết, mời các bạn cùng nghe chuyện chăm sóc chồng như thế nào của nhà văn Iran Sakandi. nếu các bạn gặp habib các bạn sẽ không nhận ra anh ta nhưng mà tôi chơi thân với anh ta đã lâu nên dù sao tôi vẫn nhận ra được mặc dù anh ta đã thay đổi rất nhiều trước kia anh ta là một chàng trai nhanh nhẹn hăng hái dễ gần thích ăn uống vui chơi bông đùa kiểu mà người ta vẫn gọi là cây vui nhộn anh ấy kiếm được nhiều tiêu cũng nhiều Trông anh ấy cứ phơi phới Má hồng, mắt tròn, dáng đi rắn giỏi Giá bây giờ các bạn nhìn thấy anh ấy Y hệt một người bệnh sốt Má hõm, mặt mũi nhợt nhạt, dáng đi lảo đảo Tóm lại, không thể nhận ra được Habib Tôi gặp anh ấy Và mặc dù không thích can thiệp vào công việc riêng của bạn bè Hoặc tò mò vớ vẩn tôi vẫn không ghìm nổi và hỏi anh làm sao thế không nhận ra nổi anh cứ như là một người khác vậy anh đáp trời chu đất diệt tất cả các nhà xã hội học những chuyên gia trong lĩnh vực đời sống vợ chồng những kẻ thích khuyên săn người ấy đi cảm thấy đụng tới chỗ đau của bạn tôi liền an ủi anh đừng buồn anh hãy kể đi thế có chuyện gì vậy tôi đã bảo cô ta hàng trăm lần là đừng có mua đừng có đọc những tờ tạp chí phụ nữ ấy chính anh cũng có mua bao giờ đâu nên em đừng mua nhưng mà cô ta không nghe nên đã đưa tôi đến nông nỗi này tạp chí phụ nữ có liên quan gì đến nông nỗi của anh hà bíp nhìn tôi vẻ mặt buồn rười rưởi chính tại những tờ tạp chí ấy đấy anh anh không hiểu được đâu ta vào quán cà phê đi tôi sẽ kể cặn kẽ để anh nghe anh biết rõ tôi đấy habib bắt đầu kể khi chúng tôi ngồi vào chiếc bàn con anh còn nhớ hồi nọ tôi yêu đời sôi nổi thế nào chứ tất nhiên là tôi nhớ còn bây giờ theo anh thì lỗi tại ai tôi sao biết được tay bác sĩ chứ ai cái ông bác sĩ hinder khốn nạn ấy cầu cho ông ta ba lần bị nguyền rủa tôi mà tôi chẳng hiểu gì cả anh à anh nói rõ hơn đi cách đây nửa năm vợ tôi đặt mua một tạp chí phụ nữ tất cả những gì viết trên báo cô ta đều học thuộc lòng rồi thí nghiệm vào tôi như người ta thí nghiệm vào con thỏ ấy anh có hiểu không không, tôi không hiểu gì cả. Hà bíp bực bội dập tắt điếu thuốc rồi chăm chú nhìn tôi. Anh lại nói tiếp. Khoảng 6 tháng trước đây, cái ông bác sĩ ấy cầu cho ông ta không mọc được dâu nữa. Giờ chứng tuôn ra một loạt bài mà tôi biết chắc là cả bản thân ông ta, cả vợ ông ta đều không đồng ý. Dưới đầu đề, các bà phụ nữ cuộc sống của chồng các bà ở trong tay các bà. Nếu các bà muốn chồng mình khỏe mạnh, hãy theo những lời khuyên này. Thế thế sao nữa? À, năm tháng trước đây, về nhà, tôi thấy ở hành lang có một cái cân. Cái gì thế này? Tôi hỏi Bina. Anh, anh đứng lên cân đi nào. Em muốn cân xem anh nặng bao nhiêu. Cô ta mỉm cười đáp. Cân anh nhá. Vâng, anh. Để làm gì? Bác sĩ viết. Một trong những dấu hiệu sức khỏe của chồng bà là trọng lượng của ông ấy phải ổn định. Từ hồi ấy, mỗi ngày sáu lần, sáng, trưa, chiều, tối, trước khi ngủ, trước bữa ăn và sau bữa ăn, vợ tôi cân tôi như cân một cái bao củ cải vậy. Nếu tôi mà sút cân, vợ tôi bắt tôi ngồi vào bàn để tọng thức ăn cho tôi nếu tôi lên cân thì theo lời khuyên của cái ông bác sĩ đáng nguyền rủa ấy, vợ tôi bắt tôi mặc quần đùi chạy xung quanh nhà 70 80 vòng ngay trước mặt làng xóm láng giềng ấy. Nhưng mà tại sao lại phải mặc quần đùi? Vì bác sĩ Hinder dạy rằng có như thế thì toàn bộ cơ thể mới được tự do hô hấp. Thế rồi sao nữa? Ông bác sĩ ấy còn viết rằng mỗi tháng người vợ cần đưa chồng đi khám sức khỏe toàn diện. Để nhỡ bác sĩ có thấy gì trục trặc thì sẽ kịp thời thi hành những biện pháp cần thiết. Thế là đã 6 tháng nay vì sức khỏe của tôi mà vợ tôi... Nghĩa là vợ anh rất yêu anh chứ gì? Tôi xen vào. Đưa tôi đến bệnh viện. Không chú ý đến lời của tôi, Hà Bíp nói tiếp. Hôm đầu, vợ tôi đưa tôi đi khám mắt. Hôm thứ hai, đi khám tai mũi họng. Hôm thứ ba, thứ tư, thứ năm, đến bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ nội khoa. Rồi có quý biết còn đến những bác sĩ nào nữa. Ôi, tôi ngán lắm rồi, tôi khổ lắm rồi. Đừng, đừng bực ha Tôi giàn hòa. Nghĩa là Mina yêu anh, nên lo mắt anh có yếu đi hoặc dạ dày của anh không ổn. À, kiểu bác sĩ hình đấy còn khuyên các bà vợ bắt chồng buổi sáng và buổi chiều phải tập thể dục để giữ khả năng làm việc được lâu hơn. Thế là vợ tôi mua cho tôi hai quả tạ to, mỗi quả 8 kg. Cô ta còn mua một tạ đĩa có thể làm gãy xương sống một con bò mộng ấy. Lại còn một tạ đôi mà tôi xin thề với anh rằng cứ mỗi lần nhấc lên là tôi tưởng vỡ toát cả người ra. Tôi, tôi kiệt sức rồi. Tôi hết kiên nhẫn mất rồi. Thế còn công việc? Công việc gì nữa? Tôi á, tôi bỏ lâu rồi. Tối tối, cứ 8 giờ là cô ta cho bọn trẻ đi ngủ. Còn tôi thì bị nhốt trong một phòng riêng. Cô ta để cho tôi một chồng sách báo và nói rằng Anh ơi, anh đọc đi, nghỉ ngơi đi. Ôi, tại sao vậy? Tại sao cái gì? Cô ta bảo, Bác sĩ Hinde khuyên như vậy. Cô ấy bảo rằng anh, tức là tôi ấy, cần nghỉ ngơi. Anh cần một chỗ yên tĩnh để đọc và ngủ. Tôi mới nói với vợ tôi rằng tôi phát điên lên mất vì cảnh cô độc, rằng tôi không phải thằng tù, cũng không phải là thằng hùi. Cô ta trả lời rằng bác sĩ Hinde khuyên như thế, rằng tôi chẳng hiểu gì cả. Đúng là bác sĩ Hinde ghen với cuộc sống thanh thản và hạnh phúc của tôi. Trước kia, buổi tối sau giờ làm việc, tôi cùng lũ trẻ xem truyền hình, bố con quấn quýt nhau, nào chuyện cổ tích, nào chơi, nào cười. Khoảng 12 giờ thì tôi mới đi ngủ, và thường đến 8 giờ sáng tôi vẫn ngủ say, súng đại bác cũng không đánh thức nổi. ấy thế mà bây giờ, động một tí là tôi trồm dậy. Ôi, tại sao thế anh? Buổi tối, theo lời khuyên của vị ân nhân đối với gia đình tôi, Kêu bác sĩ hiên đấy. cầu thánh A-la tống ông ta xuống địa ngục đi, tôi chỉ ăn súp bột cà rốt với mấy lát bánh mì khô để khỏi nặng bụng, ngủ ngon và không bộng mị. Trong khi trước kia, anh biết đấy, tôi sẽ gọn một cặp lưỡi cừu, bốn chân cừu, lại hai bánh mì dẹt mà mới chỉ là lót dạ thôi đấy. Ngoài ra bây giờ mỗi đêm vợ tôi hoặc là đắp chăn cho tôi hoặc lật chăn của tôi 10 lần. Thế? Để làm gì? Vẫn là theo cái tay bác sĩ ấy chứ còn gì nữa. Ông ta khuyên nên làm thế. Anh có hiểu không? Hãy theo dõi chồng. Trong lúc chồng ngủ sao cho chăn không tuột khỏi người sẽ bị cảm lạnh và chăn không đè lên người làm cho ông ấy không thở được sẽ chết ngạt. Đấy, anh đã hiểu chưa? Tôi á, tôi hiểu loáng thoáng rồi. Anh kể tiếp đi. Ừ, hệ mà tôi về nhà, chưa kịp thay quần áo thì Mina đã hỏi liên tục. Anh không mệt chứ? Không, hôm nay anh không cãi nhau với thủ trưởng chứ? Cũng không. Có lẽ, dù sao anh cũng có cãi nhau. Anh, anh nói thật với em đi. Anh đã bảo là không mà. Có lẽ anh đã gây chuyện ầm ĩ với ai đó chăng? Không, anh không gây chuyện ầm ĩ để mà làm gì? Em biết, em biết là anh có chuyện, chỉ có điều anh không muốn nói chứ gì. Trong khi đó, bác sĩ Hinder khuyên rằng để được thanh thản, các ông chồng nên chia sẻ mọi chuyện với vợ. Bởi vậy, anh yêu, anh hãy nói thật đi, anh có chuyện ầm ĩ với ai không? anh xin em anh xin em đem em ra mà thề rằng không hay là có lẽ cảnh sát gây chuyện với anh vì một chuyện vớ vẩn nào chăng không hay là anh lại bị thủ trưởng phê bình kể đến đây habib giơ hai tay lên trời quay sang tôi như thể tôi không phải là tôi mà là minna vợ của anh ấy rồi kêu lên tôi thề độc là không 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 tôi không cãi cọ với ai hết không làm om sòm với ai hết tôi không bị thủ trưởng phê bình cảnh sát cũng không gây sự với tôi hãy để cho tôi yên ôi tôi ngán lắm rồi tôi khổ lắm rồi nghe tiếng kêu của habib anh hầu bàn dè chừng tiến lại gần có chuyện gì thế ạ à? đề nghị các vị nói khẽ thôi ạ à? ờ không có gì đâu không có gì đâu chúng tôi đang dốc bầu tâm sự với nhau đó thôi tôi đáp thay cho habib sau tất cả những chuyện đó anh à anh có biết cô ta làm gì không không để ý đến người hầu bàn habib nói tiếp cô ta nói rằng thần kinh của tôi bị trục chặt. trong trường hợp đó bác sĩ hinde khuyên nên đề phòng hiện tượng rối loạn hoàn toàn ôi nói thì ngượng lắm anh à anh cứ nói đi, có gì mà ngượng. Hoặc tôi phải thụt ruột, hoặc tôi phải uống thuốc bột, hoặc phải tặng thuốc viên vào mồm. Trước khi cái ông bác sĩ đáng quyền sủa điều khiển mọi việc trong nhà tôi thì sáng nào cũng vậy. Nếu không có việc khẩn cấp, phải 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ tôi mới dậy. Còn bây giờ, cô ta đánh thức tôi từ 6 giờ sáng. Anh, anh dậy đi kẻo không kịp ăn sáng, không kịp tập thể dục, uống thuốc bột và thuốc viên đặt ống thụt. Tôi đã không thể hiểu nổi cô ta là vợ tôi hay là vợ của bác sĩ Hinder. Tại sao cô ta lại trực tống tôi xuống mồ? Tất nhiên đó là vợ anh chứ. Tôi phản bác lại. Vậy tại sao cô ta lại đưa tôi đến nông nỗi này? Chắc hẳn vì chị ấy yêu anh hà bịp nghiến răng kèn kẹt làm tôi tưởng chân ghế bị nứt gãy cô ta yêu tôi hay yêu bản thân cô ta tất nhiên là chị ấy yêu anh chính vì vậy nên chị ấy muốn người hầu bàn đem hóa đơn thanh toán tiền đến khiến tôi không nói được hết câu giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Chăm sóc chồng như thế nào của nhà văn Sakhani. Tiếp theo qua giọng đọc Hồng Huệ, các bạn nghe tiếp truyện ngắn thứ hai Tất cả đàn ông đều đều của nhà văn Nga Akadi Avenchenko. Trưởng phòng điều vận đầu máy xe lửa, lão già Minskin gọi cô nhân viên đánh máy chữ Nina Readonova vào phòng làm việc của mình và chia ra hai tập tài liệu bảo cô đánh máy lại sạch sẽ khi minskin trao hai tập giấy cho nina ông ngó cô chằm chằm nhờ ánh nắng mặt trời lần đầu tiên ông mới được trông thấy cô thật rõ ràng trước mặt ông là một cô gái tầm thước phồng phao ngực cao vọng gương mặt xinh đẹp trắng hồng của cô toát ra vẻ thản nhiên chỉ trong đôi mắt mới thỉnh thoảng ánh lên những đốm lửa màu xanh sẫm Miskin bước đến gần sát bên cô và nói. Thế này, nhờ cô đánh máy mấy tờ giấy này, tôi không làm phiền cô chứ. Tại sao ạ? Nina hơi ngạc nhiên. Cháu được trả lương là để làm việc ấy mà. Thế, thế, lương, đúng vậy, lương. Cô đánh máy có đau ngực không? Thật đáng buồn để bộ ngực đẹp như thế kia lại bỗng nhiên bị đau. Ngực cháu không bị đau gì cả ạ. Tôi rất mừng. Thế cô có lạnh không? Tại sao cháu lại có thể lạnh được ạ? Áo ngoài của cô mỏng và trong suốt thế này. Kìa! Đấy! Nhìn rõ cả cánh tay. Đôi tay cô đẹp quá. Để tay tôi được yên. Cưng! Một phút nào! Khoan! Sao lại rằng ra thế? Để anh xem. Tay áo mỏng quá. Sao ông dám? Bỏ tay ra. Tôi đau. Đồ đều. Nina Ryadunova vùng ra khỏi đôi tay gân guốc của lão già miskin, chạy vào gian phòng lớn nơi những nhân viên khác của phòng điều vận đang làm việc. Tóc cô bị xô lệch sang bên, tay trái cô chỗ phía trên khuỷu đau âm ỉ khó chịu. Đồ mất dậy, Nina rủa thầm, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nina mặc áo khoác ngoài rời khỏi nơi làm việc. Khi đã ra ngoài phố, cô dừng lại trên vỉa hè ngẫm nghĩ mình phải đến gặp ai nhỉ? Đến luật sư vậy. Luật sư Yazuchnikov ngay lập tức tiếp Nina và nghe cô kể rất chăm chú. Đều đến thế là cùng, mà lại ra nữa kia đấy. Thế bây giờ cô muốn gì? Luật sư Yazuchnikov dịu dàng hỏi cô. Có thể tống lão đi Siberia được không ạ? Nina hỏi. Siberia thì không được, nhưng khởi kiện bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm nói chung thì được. Thì anh khởi kiện đi. Cô có nhân chứng không? Tôi là nhân chứng đây. Nina đáp ngay. Không được, cô là người bị hại. Nếu như không có nhân chứng, thì cô có dấu vết xâm hại nào không? Tất nhiên là có chứ. Lão ta xâm hại tôi rất thô bỉ, bóp chặt lấy tay tôi. Có lẽ bây giờ vẫn còn tím bầm đây này. Luật sư Iazutnikov trầm ngâm, nhìn bộ ngực lộng lẫy của Nina, nhìn cặp môi đẹp và đôi má ửng hồng. Một giọt nước mắt nhỏ trào ra và chảy dài bên má của cô gái. "Cho tôi xem tay nào." Luật sư nói. "Ở chỗ này này, trong áo ấy." "Nhưng phải cởi áo ra đã chứ?" "Nhưng anh không phải bác sĩ mà là luật sư." Nina ngạc nhiên. "Điều đó không có nghĩa gì hết. Chức năng bác sĩ và chức năng luật sư gần nhau đến mức nhiều khi chúng hòa lẫn vào với nhau. Cô có biết bằng chứng ngoại phạm là gì không?" "Không." tôi không biết ấy thế đấy để xác định tội phạm tôi trước hết cần phải xác định bằng chứng ngoại phạm của cô cởi áo ra đi nina đỏ mặt thở dài vụng về tháo mấy cái khuy áo ra và kéo một bên vai áo xuống luật sư giúp cô cởi áo khi cánh tay mềm mại trắng hồng của nina lộ ra với một chỗ lõm chỗ nhỏ nơi khuỷu tay Luật sư đưa mấy ngón tay sờ lên chỗ có vết đỏ gần bờ vai trắng hồng và lịch thiệp nói: "Xin lỗi, tôi cần phải xác nhận bằng chứng." Giơ tay lên. "Thế, cái gì đây? Ngược cả. À? Đừng động vào tôi!" Nina hét lên, "Làm sao mà anh dám?" Run rẩy toàn thân, cô chụp vội lấy tay áo khoác và vội vã mặc vào. "Gì mà cô giận dữ thế?" Tôi còn phải xác định để loại bỏ khả năng kháng kiện. Anh là đồ mất dạy. Nina cắt ngang, dập mạnh cửa, bước ra khỏi phòng. Bước đi ngoài phố, cô thầm nhủ Mình đến gặp luật sư để làm gì nhỉ? Đáng ra, mình cần đến gặp bác sĩ xin giấy chứng nhận về việc xâm hại thô bỉ này mới phải. Bác sĩ Dubiago là một người đàn ông đứng tuổi đạo mạo. Ông tỏ vẻ hết sức thông cảm với Nina, lắng nghe cô kể chửi rủa lão trưởng phòng điều vận và gã luật sư rồi nói cởi đồ ra đi nina cởi áo ngoài nhưng bác sĩ dubiago xoa tay bằng một động tác rất chuyên nghiệp và nói cô thế này cởi hết ra hết là thế nào ạ nina bùng lên lão ta túm lấy tay tôi tôi chỉ cho ông xem tay thôi bác sĩ ngắm nghía thân hình nina dù sao thì cô cũng phải cởi hết ra tôi cần phải có một cái nhìn tổng thể về cô chứ xin lỗi để tôi giúp cô ông cúi xuống bên nina khám phá cô bằng đôi mắt cận thị nhưng chỉ một phút sau cái vung tay của nina đã đánh văng khỏi mũi ông cặp kính cận khiến bác sĩ dubiago nhất thời mất đi không chỉ khả năng có một cái nhìn tổng thể mà cả cái nhìn bình thường cũng không thể có để tôi yên lạy chúa tất cả đàn ông đều đều ra khỏi nhà bác sĩ Dubiago, Nina toàn thân run rẩy vì giận dữ và phẫn nộ. Nina đi lanh quanh trên các hẻ phố một hồi, rồi quyết định đến gặp nhà báo Kromov, một nhân vật tên tuổi, có tiếng là đàng hoàng trung thực, không thể mua chuộc được. Nhà báo Kromov thoạt đầu tiếp Nina không được niềm nở cho lắm, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, anh đã tỏ vẻ cảm thông với những phiêu lưu bất hạnh của cô. Cha cha, anh cười cay đắng. Thấy chưa? Những con người tốt đẹp có trách nhiệm chữa trị vết thương và giảm nhẹ đau đớn cho loài người đau khổ. Thấy chưa? Những kẻ bảo vệ nhân dân bị áp bức và lăng nhục. Những đại diện cho chân lý công bằng. Họ đã bị rơi mặt nạ văn hóa ngay trong lần đụng chạm vớ vẩn nhất với cuộc sống. Một lũ man dợ đến tận bây giờ vẫn sống bằng xác thịt. Thế có phải cởi áo ra không ạ? Nina rụt rè hỏi cởi áo á cởi để làm gì mà cũng có thể cởi ra thử xem những cái dấu vết của văn hóa nhìn thấy cánh tay trần và khoảng vai của nina gromov nheo mắt lắc đầu nhưng mà tay của cô em chẳng lẽ có thể đem trưng những hiện vật như thế này ra để quyến rũ nhân loại ư mặc vào đi hay là không gượm đã. Có mùi thơm gì thế này? Thế nào, nếu như tôi hôn vào cánh tay này, vào đây, ở khuỷu Chà, chắc là cô em cũng đồng ý rằng cô em chẳng thiệt hại gì mà tôi lại có được một cảm giác thú vị mới mẻ để... Romop không có dịp để hưởng cái cảm giác thú vị đó. Nina kiên quyết từ chối nụ hôn, cô khoác lại áo vào và bỏ đi. Về đến nhà, cô cười trong nước mắt. Lệ chú tôi, đàn ông giặt một lỗ đều cáng và ngu ngốc. Buổi tối, Nina ngồi khóc trong phòng. Rồi bởi vì rất muốn chia sẻ nỗi đau khổ của mình với một ai đó. Cô thay áo và đi sang phòng chàng sinh viên tự nhiên học Iknep Monop, sống bên cạnh trong cùng khu chung cư. Iknep Monop suốt ngày đêm chỉ ôm lấy đống sách Bao giờ người ta cũng trông thấy anh cúi sát khuôn mặt đẹp, xanh sao trên những trang sách in. Vì vậy Nina gọi đùa anh là ngài giáo sư. Khi Nina bước vào, Ignev Monov ngước đầu lên khỏi trang sách, hất tóc ra sau và nói. Chào cô Nina, nếu cô nàng muốn uống chè thì chè và răm bông ở kia. Còn Ignev Monov phải đọc nốt chương này đã. Hôm nay em bị làm nhục. Vừa ngồi xuống Nina vừa nói sao ai cơ một luật sư một bác sĩ một lão già toàn bọn đều thôi người ta làm nhục bạn như thế nào một người bóp tay đến bầm tím còn bọn khác thì dòm ngó và cứ bám giết lấy thế ignemonov lật trang sách nói thật quá đáng tay vẫn đau khó chịu lắm nina à than vãn một lũ đê tiện bạn uống trà đi có lẽ Nina buồn rầu mỉm cười. Cả anh cũng muốn xem tay em như mấy người kia. Xem để làm gì? Chàng sinh viên mỉm cười. Bạn nói tôi tin rồi mà. Nina uống trà. Iknemenov dở từng trang sách. Đến tận giờ cánh tay vẫn rát. Nina lại than thở. Có phải đắp thuốc không anh nhỉ? Tôi không biết. Hay là để anh xem tay? Em biết, anh không như những người khác. Em tin anh. Ignev Monov nhún vai làm phiền bạn làm gì nếu tôi là thầy thuốc thì tôi đã giúp bạn rồi nhưng tôi học tự nhiên nina cắn môi đứng dậy và khẩn khoản nhưng dù sao anh cũng nhìn qua một tí thì nào đưa tay bạn đây đừng lo bạn chỉ tuột áo khỏi vai thế đây à hừm đúng là vết bầm cái lũ đàn ông này nhưng nó sẽ chóng khỏi thôi Ikhne Monop lắc đầu đầy thông cảm và lại ngồi xuống chúi đầu vào quyển sách. Nina ngồi im lặng, làn da trên vai màu sữa sáng đục lên dưới ánh đèn vàng vọt. Bạn khoác áo vào đi, Ikhne Monop nói. Ở đây lạnh lắm. Tim Nina thắt lại. Lão lại còn véo chân em nữa. Nina bất ngờ nói sau một hồi im lặng. Cái đồ đốn mặt. Chàng sinh viên lắc đầu chỉ cho anh xem nhé. Nina cắn môi và muốn kéo váy lên, nhưng chàng sinh viên đứng dậy nói. Để làm gì? Bạn lại phải cởi cả thất, mà ở đây gió lùa lạnh lắm. Bạn sẽ cảm mất thôi, chẳng hay ho gì cả. Tôi có biết mô tê gì về y học cả đâu, như trong dân gian người ta vẫn nói ấy. Bạn uống trà đi. Chàng lại vùi đầu vào sách. Nina ngồi thêm một lúc, thở dài và lắc đầu. Thôi, em về đây không thì nói chuyện làm anh mất tập trung công việc. Không sao đâu." Iknemonop nói, bắt tay Nina thật chặt khi tiễn cô ra cửa. Bước vào phòng mình, Nina thả người xuống giường và khép mi mắt lại. Một lần nữa cô thì thầm, "Tất cả đàn ông đều đều các bạn thân mến chương trình đêm nay giọng đọc vân anh chuyển tới các bạn chuyện ngắn vượt bảy bậc cầu thang của nhà văn nguyễn thị ngọc hà theo ánh mắt của con gái trước túi quà sinh nhật Mọi lần con bé mừng rỡ đón quà từ tay cha mình Lần này thì nó im lặng Sự im lặng làm khuôn mặt hồn nhiên kia Như có quần xám rất mảnh trùm lên Nét buồn ấy không phù hợp với đứa trẻ 7 tuổi chút nào Nó làm cho mảnh đạn còn nằm trong cơ thể tôi bỗng dưng đau nhói Con bé nói Bố bảo năm nay mẹ về cơ mà con chỉ muốn mẹ về chứ không muốn nhận quà nữa Nó ngúng quầy lắc đầu tuột cả bím tóc Những ngọn tóc ngắn sổ tung xoắn vặn Cứ rằm rằm vào khoảng u ớt của tôi Sự phản ứng của con làm cho tôi lúng túng Vừa buộc lại tóc cho con tôi vừa chống chế Thì bố cứ nghĩ năm nay mẹ con về Nhưng họ chưa cho mẹ về Thì bố biết làm thế nào Ta đành chờ thôi con ạ. À. Nó phụng vịu áp má vào ngực tôi gật đầu nhè nhẹ. Trẻ con mau giận mau lành. Nhìn nét tươi mát lại tràn trên khuôn mặt hồng mịn của con gái. Tôi cả người lên lưng ghế thở phào. Quả thật, đứng trước một mất một con với giặc. Tôi cũng không căng thẳng bằng mỗi lần phải ứng phó với những câu hỏi của con mình con bé xa mẹ lúc chưa đầy ba tuổi hình ảnh người mẹ còn mơ hồ trong trí nhớ của nó năm đầu trước khi đi ngủ bao giờ nó cũng bắt tôi kể chuyện về nàng những mẩu chuyện đã thuộc lòng nó vẫn bắt kể lại bây giờ giá con bé đừng ngồi hàng giờ ngắm bức chân dung của mẹ nó giá đôi mắt của nó đừng giống nàng như bản sao có lẽ tôi đỡ buồn hơn chăng cái sự buồn cứ kéo thời gian quay lại để dày vò tôi năm ấy mới chớm tháng sáu riêng nắng nóng như đã hắt lửa vào muôn vật quên cả khóa chiếc xe đạp duy nhất của hai vợ chồng tôi vội vào nhà hồ hởi nói với vợ em ạ à, mọi người bảo nuôi vẹt úc được lắm chúng sinh sản rất nhanh trừ mọi chi phí mỗi đôi bán đi cũng lãi mấy chục ngàn ngừng một lát thăm dò ánh mắt của vợ tôi say sưa nói tiếp thằng bạn anh truyền gia đình vào vũng tàu nó nhượng lại số vẹt cho mình chỉ bằng giá ban đầu toàn bộ lồng inox nó cho tuốt miên vừa pha nước mát cho tôi vừa chậm rãi cố kham khổ một chút cũng ổn anh ạ à. chúng mình đã mấy lần thay đổi chăn nuôi rồi nào là nuôi lợn trong bếp nuôi chó cảnh giữa nhà bây giờ nuôi vẹt thì để ở đâu? Tôi quả quyết, anh đã có cách. Thấy tôi tự tin, Miên chỉ khẽ thở dài. Mới một tuần, căn hộ hơn 10 mét vuông tanh nồng mùi phân vẹt. Lời lãi chưa biết, chỉ thấy con gái đã bị ho rồi nổi mần khắp người vì bọ mắt cùng lông vẹt bay khắp nhà. Tiếng lũ vẹt lích rích không còn vui tai như mấy buổi đầu nữa tôi lại thuê dịch lô chở tất cả xuống vẹt ra công viên, thả bấy nhiêu hy vọng cải thiện cuộc sống lên trời. Biết chồng trằn trọc, miên thì thầm. Cơ quan em đang có đợt xuất khẩu lao động, nếu anh đồng ý em sẽ xin đi đợt tới. Xoay người lại kéo vợ áp vào ngực mình, tôi vỗ nhẹ lên vai nàng như dỗ dành sự bế tắc của chính mình vậy. Nhà máy anh cũng xôn xao chuyện đi lao động ở Nga Là thương binh nên anh không được đi Nhưng để em vất vả anh chẳng muốn Nàng lại thủ thì Để cuộc sống gia đình mình khá hơn Em không sợ vất vả đâu Hôm tiễn nàng Trời đang nắng gắt Bỗng giông gió mù mịt Không gian xám đục Bầu trời như thấp hẳn Bên ngoài mưa ập xuống xối xả trong phòng làm thủ tục trông miên càng tiều tụy. Giọng nàng ngập úng trong nước mắt, nước mắt ngập úng trong những lời đứt đoạn. Anh đừng lo làm thêm nữa nhé. Thường xuyên gửi thư và ảnh hai cha con cho em. Tự tin, tôi nói để nàng yên tâm. Cha con anh sẽ ổn cả, chỉ lo cho em thôi. Bên ấy lạnh lắm, em đừng phong phanh nhé. Nàng chỉ khẽ gật đầu. Miên vẫn ôm dịt con trong lòng. Hình như con bé biết cha mẹ đều không vui, nhưng nó chưa hiểu gì về sự chia ly và câu hỏi cũng chưa hình thành trong đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi. Đôi mắt thơ sải ngơ ngác, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn cha. Dòng người lục tục xếp hàng trước cửa số 6 để vào phòng chờ lên máy bay. Người ra đi, người ở lại nháo nhác. Phút chia tay không ổn á, chỉ thấy tay nằm trong tay, mắt lắng trong mắt ai cũng gấp gáp nói thêm với người thân những điều cần nói thủ là lính trinh sát đã luyện cho tôi sự bình tĩnh tuyệt đối nhưng khi loa phóng thanh gọi tên nàng lại tập trung thì tôi không còn bình tĩnh được nữa tôi ôm cả hai mẹ con áp vào ngực mình con bé khóc thét khi tôi đỡ nó từ tay nàng trời tạnh hẳn, gió lùa trong triển mây cuồn cuộn về hướng biển, chiếc máy bay chở nàng đã mất hút trong triển mây ấy. Tôi cõng con thất thèo trong sự chống chánh bao trùm quanh mình. Ngày chưa có miên, mọi người quanh tôi thường bàn tán. Chắc là cậu này mắc bệnh không thích gái, chẳng thấy mắt tròn mắt dẹt trước cô nào cả thực ra nhiều lúc tôi cũng dạo dược trước nét quyến rũ của vài thiếu nữ đã quen nhưng chỉ chốc lát cảm giác ấy tan ngay chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dừng dưng với việc lấy vợ trong khi thằng lục cùng tuổi với tôi vợ con đàng hoàng lục với tôi thân nhau từ bé cùng nhập ngũ một ngày cùng đơn vị chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc xuất ngũ tôi đi học vận hành máy lạnh lục về quê lấy vợ sau đó kéo gia đình lên làm kinh tế tận mường vải. Năm đầu tôi lên thăm, thấy vợ con bạn nheo nhóc mà hãi. Là người luôn tìm cách vượt khó, nên chỉ vài năm lục đã vượt kinh tế gia đình mình khá hẳn. Năm nào tôi cũng lên thăm vợ chồng cậu ấy một đôi lần. Lần này được nghỉ lễ kèm chủ nhật rộng dài thời gian nên Lục đưa tôi đi thăm thú cơ ngơi của mình. Hai chúng tôi quay về, thì đã thấy vợ lục cùng một cô gái trẻ đang xếp đầy thức ăn lên cái mẹt dài lá chuối ngả giữa sàn nhà. Nào là lợn lừng nướng xà, nào rồi lợn quay, nào giả cầy cùng nhiều món khác nữa. Hai đứa trẻ đã ngồi khoanh tròn chân, đang chống đũa chờ người lớn. Lục nhìn các con ra hiệu, đợi bố đã, rồi vội vào góc sàn bê ra vò rượu vẫn cái sạm lúc nào cũng như bốc men, cậu ấy kéo mọi người ngồi xuống quanh mâm. Trước khi rót rượu, Lục ngoảnh sang tôi. Giới thiệu với cậu đây là em Miên, hoa khôi của mường vài đấy. Tôi còn đang bối rối tự thấy mình quá sộc sẹt trước người con gái thon gọn, tư thái đoan trang trong sắc phục dân tộc mường thì Lục đã nói tiếp. Giới thiệu với Miên, đây là thằng bạn hơi tồ nhưng trí cốt nhất của anh đấy vợ lục bấm vào đùi chồng có ý nhắc anh phanh lời giới thiệu về bạn mình miên tủm tỉm cười nàng khẽ cúi đầu trèo khiến tôi càng lúng túng đến nỗi nâng bát rượu chưa kịp chạm với mọi người đã sánh cả ra ngoài đêm ấy nằm bên lục lục cho tôi biết miên là giáo viên trường tiểu học mường vải bố mẹ miên mất vì đất lờ từ ngày nàng còn bé dì ruột ở vậy nuôi cháu từ độ bà dị mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, miên suy sụp hẳn. Gia đình Lục và dân bàn đã giúp nàng vượt qua sầu muộn ấy. Quý mến cách sống chân tình của cô gái côi cút lại ở gần nhà mình, nên vợ chồng Lục xem miên như em gái trong nhà. Mỗi khi có công chuyện phải về xuôi, họ lại đem con sang nhờ miên trông non giúp. Giọng Lục đã nhạt hết hơi men trầm hẳn. Tớ muốn giới thiệu miên cho cậu Nhưng lại e cái ấy của cậu teo mất rồi Tôi ngồi bật dậy phản ứng Bậy nào ông thờ sờ lại xem Còn zin đấy nhé Hai thằng tôi cười váng Đấm vào ngực nhau thùm thụp Đêm ấy trăng rất sáng Sáng đến nỗi từ nhà lục đến nhà miên Cách nhau một quãng đồi Thế mà tôi vẫn thấy rõ ngôi nhà sàn Của nàng lấp ló Sau khóm che xà lục đã lăn ra ngủ còn tôi thì không sao chợp mắt nổi từ hôm gặp người con gái có búi tóc dày sau gáy với khuôn mặt vàng phất nét thiền cùng đôi mắt to đen thăm thẳm ánh nhìn trong suốt tôi đã mất ăn mất ngủ nàng hóa thằng tôi lầm lì cỗi cằn thành người trai trẻ chung sôi nổi khi biết tôi quyết định cưới miên lại đôn đáo nhờ bạn hữu giúp nàng về làm việc ở thành phố có người xèm pha tôi đã bị ma mường cho ăn buồn ngại hơn ba năm xa vợ ngỡ dài vô tận bất ngờ tôi được cử theo đoàn cán bộ kỹ thuật sang Đông Đức nhập thiết bị cho dây chuyền sản xuất bia tươi. Tôi đem con gái lên gửi vợ chồng Lục. Nắng xuân như nhảy múa reo vui với niềm hân hoan không sống nổi trong lòng. Lục nháy mắt đầy ý vị. Cẩn thận đi nhé, đừng vui quá mà làm cho nàng có bầu là sách việc lắm đấy. Biết rồi. Nhìn khuôn mặt cương trực của thằng bạn từ thiếu thời tươi sói vì niềm vui của mình, tôi thầm cảm ơn số phận đã cho tôi cậu ấy. Công việc nhận máy nhanh hơn sự định. Biết nơi miên đang làm việc cũng ở Đông Berlin, lãnh đạo cho tôi được kết hợp thăm vợ hai ngày. Tôi đến Ban Quản lý Lao động Việt Nam ở đầu phố Rosa Luxembourg nhờ giúp đỡ, nhưng họ trả lời hôm sau mới là ngày nghỉ tôi bấm từng giờ chờ đợi. Sớm thứ bảy, ban quản lý cử người đưa tôi đến vô nung số 3 ở quận Lichlenberg. Đây là nơi tạm trú của công nhân Việt Nam làm việc tại nhà máy bông Berlin. Mấy năm xa vợ đã chịu được, vậy mà chỉ mười mấy phút đợi ở phòng khách. Tôi cứ nôn nóng thấp thòm ngoảnh ra cửa. Kia rồi, Miên đi sau người đàn ông bản xứ cao to trong trang phục bảo vệ tôi đứng bật dậy. Sự hẫng hột biến toàn thân tôi đang dâm san ấm nóng vì hạnh phúc. Bỗng như có ai đó thả cục nước đá lăn dọc sống lưng lạnh buốt. Vào độ này, Việt Nam đang rộ nắng xuân, còn nơi đây gió vẫn lùa giá buốt từ những mảng băng đang tan trên các đường phố Berlin. Đi dưới nắng, hơi lạnh vẫn luồn vào trong cơ thể. Bên tôi, miên xanh sao ổ rột trong chiếc áo choàng màu cho tối và chiếc khăn màu ghi sáng quấn hờ hững quanh đầu để lộ búi tóc dày quen thuộc tôi đưa miên bức ảnh mới nhất của con gái nàng ngắm rất lâu rồi nâng bức ảnh áp lên ngực mình hình như con người của miên tách biệt đâu đó chỉ còn sự im lặng đôi tròng mắt đen trong suốt đau đáu nhìn về hướng quê nhà thấy ánh mắt ngưng đầy nước nửa dỗi hờn nửa cam chịu tôi muốn kéo nàng lại ghì xiết trong vòng tay mình nhưng nghĩ tới thân thể nõn nà kia đã có một người đàn ông khác vuốt ve ôm ấp lý trí lại đẩy khoảng cách giữa tôi và nàng rộng ra xa hơn tâm hồn con người vốn dĩ không hình không khối thế mà nó buộc tôi đau đớn nỗi đau như đá tảng cột chặt vào cơ thể khiến đôi chân tôi lê từng bước nặng nhọc bên nàng tôi căm ghét nét thiền trên khuôn mặt thánh thiện và đôi mắt hút hồn kia tôi căm thù mầm sống trong bụng nàng giá hét lên thật to mà khối đá tảng kia tan vữa ra được thì tôi sẽ gào lên như thằng điên bên xứ người ngay nhưng có hét đến vỡ lòng ngực thì cũng không sao tan nổi tôi và miên bách bộ trên con đường xuyên qua cánh rừng gần nơi nàng lao động để đến bến xe buýt ở ngoại ô berlin có những cánh rừng nhỏ phong quang như công viên quanh đây cỏ cây vẫn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ mùa đông những cây phong vẫn khẳng khiu cảnh không lá gió thoang thoảng mùi hoa oải hương làm tôi nhớ tới mùi các loại lá thơm ở quê nhà mỗi khi nàng hong tóc như trêu chọc tôi thỉnh thoảng gió ùa đến lật nghiêng vạt áo khoác của miên làm lộ hơn cái bụng của người mang bầu gió lại còn kéo tuộc trước khăn để búi tóc sau gáy nàng sổ tung thả mái tóc dài chấm mông bồng bềnh theo nỗi buồn của tôi nàng dừng chân điềm tĩnh búi tóc quấn khăn khép lại vạt áo che kín bụng mình rồi mới bước tiếp Gần đến điểm chia tay nàng mới nói Chưa giây phút nào em không nhớ đến anh và con Tin hay không tùy anh Giờ đây cái tụi em thế nào Nói với con thế nào cũng tùy anh Hy vọng lớn lên con sẽ hiểu nỗi khổ của em Giọng Nguyên vẫn nhẹ nhàng Nàng không biện bạch và cầu xin bất cứ điều gì còn tôi chỉ muốn chạy thật nhanh nên cứ xài những bước dài ngoảnh lại miên vẫn nặng nề thở dốc phía sau đáng nhẽ phải để nàng ngồi nghỉ ở trước ghế đá ven rừng một lát nhưng nỗi giận đã khiến tôi không ý thức được như thế sau ngày gặp nhau ở berlin tôi và miên đều im lặng nhiều lần những muốn cho nàng biết tin con gái nhưng viết thư xong tôi lại xé đi. Hôm nay, ngoài gói quà sinh nhật cho con, không một chữ nào cho tôi. Đang đặt mình vào hoàn cảnh của Miên, xem tôi sẽ xử sự thế nào. trượt tiếng động cơ, mô kích như cày tới sự yên tĩnh trong con ngõ nhỏ. Đây là loại xe máy được người Việt lao động ở Đông Đức gửi về. Tôi bị kéo ra khỏi suy tưởng khi con gái bỏ lũ trẻ đang chơi ở ngoài sân chạy ùa vào nhà reo lên bố ơi bác lục đến lục tầm thước da nâu bóng săn chắc trong bộ quân phục đã bạc màu xe cùng người như chui ra từ bụi đất đỏ vừa gỡ túi ngô sắn sau xe lục vừa sang sàng như ở giữa đồng rừng bác mang quà xuống cho hai cha con đây này đỡ túi quà từ trên xe của bạn tôi hỏi cậu mới mua xe máy à? Ừ, con xe này leo dốc chạy đường trường rất khỏe. Từ ngày có nó mình đỡ vất vả hẳn. Bất ngờ con gái tôi kéo tay lục. Bác ơi, hôm trước bác bảo sinh nhật cháu 7 tuổi, bác sẽ cho cháu biết một bí mật mà. Ồ, thế bác đã nói như thế ư? Vâng ạ. Nhưng đã đến ngày sinh nhật 7 tuổi chưa? Rồi ạ. Tôi vội cúi xuống nói với con. Bác Lục vừa đi một chặng đường dài về đây, con để bác nghỉ đã. Hơn nữa chuyện bí mật giữa hai bác cháu làm sao mà có bố đứng ở bên được đúng không nào? Con cứ ra chơi với các bạn, lát nữa bác Lục sẽ nói riêng với con nhé. Con bé cười tít với tôi và Lục, nó chạy vù ra sân chơi tiếp. Cậu đừng có nói gì với con bé đi nhé. Chả nhẽ cậu cứ để tình trạng này kéo dài mãi à? vừa nói lục vừa đưa mắt nhìn vào góc nhà thấy mấy thùng hàng miên gửi về hơn hai năm trước vẫn nằm nguyên chỗ cũ lục nhìn thẳng vào tôi lớn tiếng bằng cái giọng có thổ âm quen thuộc cậu là thằng gan thấy tôi chỉ im lặng giọng lục mềm dần nhiều lúc tớ vừa muốn xoa dịu nỗi buồn của cậu lại vừa muốn bồi cho cậu nỗi buồn ấy một quả đấm để cậu tỉnh ra nhận một phần lỗi về mình thiếu thốn một chút có chết đâu mà lại để vợ đi kiếm tiền ở nước ngoài. Tớ nghe mấy người lao động ở Đông Đức về kể nỗi khổ của họ. Ngoài tích lũy tiền công xa, ai muốn có nhiều tiền để mua ca xét 939, xe máy mô kích, xe đạp, đia măng và các loại phụ tùng gửi về gia đình. Phải buôn chui thuốc lá ba số buôn chui đô la. Đã buôn hàng cấm, thường hay chạm cảnh sát, bị bắt chỉ có vào tù. Trong nhà nghỉ của công nhân Việt Nam, sườn cá nhân nào cũng nối thật cao bốn chân lên để nhét hàng xuống dưới. Có hàng rồi thì phải đóng kiện mới chuyển ra cảng, làm thủ tục hải quan. Khi container xuống tàu biển thì mới xong việc. Ít đàn bà tự làm nổi những công đoạn ấy. Có người còn gì tai tớ cho hay là chính sự vất vả trước cuộc mưu sinh ở xứ lạ đã xô đầy một số người vợ sai chồng nương tựa vào nhau nhưng giữa họ có những hợp đồng bất thành văn. Chỉ quan hệ đến khi lên máy bay, bay về nước thì sẽ cắt đứt. Tôi nghĩ những chuyện chớ trêu kia là của ai ai, chứ đâu ngờ lại rơi vào gia đình cậu. Bên ấy không có dịch vụ phá thai, ai đã lỡ, đều bị buộc thôi việc. Nhiều người xin ở lại sinh xong, làm thủ tục cho con và cô nhi viện rồi mới về nước. Ngẫm lại, tội này đâu phải xuất phát từ sự phản bội giọng lục vẫn lúc căng lúc trùng còn tôi vẫn như kẻ mộng du lang thang trong ý nghĩ của riêng mình đến lúc lục đập tay xuống mặt bàn chiếc cốc thủy tinh nảy lên rơi xuống nền nhà vỡ tan tôi mới giật mình ờ à, ờ à, cậu đi tắm cho mát tớ làm cái gì đó hai thằng nhâm nhi nhé lục dằn giọng thay đổi hẳn cách xưng hô Hôm nay tao xuống không phải để ngồi nhâm nhi Chỉ báo với mày Miên đã về sống tại mường vài rồi Cậu cứ đùa Tớ vừa đi nhận quà sinh nhật cho con mà Mày không xem dấu bưu điện à Chính tao chờ cô ấy xuống thị trấn gửi đấy Ôi trời Lặng đi giây lát tôi mới khẽ hỏi bạn Thế bây giờ tình hình của cô ấy ra sao? cực lắm Thằng bé quạt quẹo luôn Thế còn bố của nó Về nước trước khi mày sang cơ Tháng trước giúp Miên sửa lại nhà Cô ấy tâm sự với vợ chồng tao Hậu quả này Một mình em chịu là đủ Nên khi người đàn ông kia Hết hạn lao động Em đã không cho biết là mình có thai Như thế sẽ giữ được hạnh phúc Cho gia đình họ Miên đã xử sự rất người Tao nể đấy còn mày cứ ngồi đấy mặc kết tội cô ấy mặt lục đỏ như ngấm rượu cậu ấy phăm phăm đi xa nhảy lên chiếc xe rổ máy đầu không ngoái lại nhiều người khuyên tôi nên đi kiểm tra sức khỏe tôi không tin sắc diện của mình lại xuống đến thế nhưng khi con gái nói bố không cạo sâu cắt tóc trông giống như ông sở người vẫn đứng ở đồng ngõ nhà mình ấy chỉ khác ông ấy nói luyên thuyên suốt ngày Còn bố thì cứ im lặng suốt ngày Tôi giật mình về sự so sánh của đứa trẻ mới 7 tuổi Trước khi đem gửi con cho một gia đình thân tín trong ngõ Để lên mường phải Tôi nói với con Hôm nọ vội nên bác lục quên Lần này bố sẽ mang điều bí mật ấy về cho con đây Ví tôi cúi thấp xuống Nó nói nhỏ Bố hứa rồi đấy nhé nhìn khuôn mặt con gái sáng ngời, tình tôi ấm lên trong nỗi buồn. Mường vải vẫn thế, vẫn chiếc cầu được khép bằng ba cây bương xà bắc ngang suối sền. Vẫn con đường đất xuyên qua những thửa ruộng dưới thung lũng dẫn tới lối lên rừng vào rừng trúc thạch lâm. Ven con đường tới nơi miên được sinh xa, cây cỏ vẫn um tùm hồi ấy tôi hái một cành lá xanh non mướt mát xương xuân, xuân trong lùm cây hoang dại kia đưa cho nàng chiếc lá này giống khuôn mắt em lắm phía ngọn lá hơi vết lên trông thật là ngộ nàng cầm cuống lá xoay tròn hồn nhiên cười để lộ hàm răng như ngô nếp ngày mùa đây là mắt của đồng rừng đấy anh ạ à. tôi xạo dực vừa hôn lên đôi mắt nàng vừa thì thầm em cho anh mang đôi mắt đồng rừng về xuôi nhé. Mãi nghĩ miên man, ngước lên, mái nhà sàn quen thuộc đã lấp ló sau lùm tre ngà. Ngày miên về xuôi, nhiều gia đình muốn mua cả khoảnh đồi và ngôi nhà sàn, nhưng nàng đã giữ lại cho con cháu lớn lên còn có trốn về quê ngoại. Vợ chồng Lục thay chúng tôi sang trông coi từ dạo ấy. Bảy bậc cầu thang như cao hơn bình thường, tim tôi đập loạn giữa ba gian nhà trống tênh, tạnh vắng bóng người. Ngoài chiếc vali dựng ở góc sàn, chẳng có vật dụng nào chứng tỏ chủ nhân của nó vừa ở Đức về. Những đầu cùi ổ trên bếp than còn hồng. Tôi vội vòng ra vườn đồi phía sau nhà. Kia rồi, nàng đang khom mình điệu con trên lưng. Chiếc váy thâm vận cạp cao vất lên để lộ đôi bắp chân trần lấm đất chắc chăm chú làm cộng tiếng cuốc bổ xuống đất đanh sòn nên miên không nghe thấy bước chân tôi vừa nhảy qua mấy luống sắn mới trồng đứng lặng cách nàng một tầm tay cổ học tôi nghẹn lại khi nghe rất rõ tiếng khò khè của thằng bé gió từ rừng vào rừng trúc vẫn u u vọng lên không gian hanh heo như tiếng sáo tiếng tiêu buồn hoang hoài Các bạn vừa nghe chuyện ngắn vượt bảy bậc cầu thang của nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hà. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên văn nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tình yêu và hạnh phúc gia đình được truyền tải bằng câu chuyện khá lấp lang gần gũi. Bộ ba nhân vật tôi miên và lục được xây dựng bằng mối quan hệ khăng khít gắn bó tình cảm vợ chồng tôi miên được vun đắp bằng tình đồng đội quan tâm lẫn nhau giữa hai người lính từng sống chết no đói có nhau dân gian có câu vắng đàn ông quạnh nhà vắng đàn bà quạnh bếp với góc nhìn nhạy cảm của nhà văn nữ chuyện quạnh bếp của gia đình nhân vật tôi được bắt đầu từ lòng khao khát yêu thương chăm sóc từ người mẹ của đứa con gái lên bảy vì điều kiện kinh tế khó khăn người vợ tên là miên phải đi lao động xuất khẩu để lại sự hụt hẫng cho đứa con bé bỏng một mình lặn lội làm ăn ở xứ người miên đã không làm chủ được mình sa ngã vào vòng tay của người đàn ông khác thương bạn hiểu bạn và chia sẻ sự tổn thương về tình cảm lục đã cố gắng hàn gắn lại hạnh phúc gia đình miên đi qua những vất vả khó khăn về kinh tế cũng như mất mát vơi đầy của tình cảm vợ chồng tôi miên hàn gắn lại tình đời bằng sự tha thứ, cảm thông, thấu hiểu và vun đắp lại cuộc sống vợ chồng bằng chứng những gì tốt đẹp họ đã từng có. Hình ảnh bảy bậc cầu thang vừa có ý nghĩa hiện thực, vừa mang biểu tượng tâm lý về những thách thức khó khăn nhân vật tôi phải trải qua để giành lại hạnh phúc đích thực cho mình. Nhà văn thể hiện điểm mạnh trong cách xây dựng nhân vật, nghiêng về phân tích tâm lý phù hợp logic cuộc sống. Từ tâm trạng nhớ mẹ, đòi mẹ của đứa con gái đến sự dằn vặt, khổ tâm của người vợ hay lòng quen tuông, tự ái của người chồng đều được sâu chuỗi bằng một loạt hành động xuất phát từ những diễn biến nội tâm phù hợp. Phẩm chất của những người lính cũng được khắc họa sâu sắc, thuyết phục thông qua mối quan hệ giữa hai người đồng đội. Viết về một đề tài không mới nhưng nhà văn đã thể hiện cái nhìn ấm áp, bao dung, đậm chất nữ tính trong việc xây dựng, triển khai cốt truyện, xây dựng nhân vật và cách giải quyết mâu thuẫn xung đột đó cũng chính là tấm lòng và thái độ sẻ chia đầy trách nhiệm của nhà văn đối với trang viết của mình